Sau đây, chúng ta đi vào bài số 3. Xác định đường kính bu lông để nối hai đầu trục theo kiểu nối trục đĩa. Vật liệu trục là thép C20, vật liệu bu lông là thép C35. Khớp nối có 6 bu lông được bố trí cách đều. Trên vòng tròn đi qua tâm lỗ bu lông có đường kính D0 bằng 220mm. Moment xoắn chuyển qua khớp nối là Tx bằng 2500 Nm. Chúng ta sẽ tính theo hai phương án. Phương án đầu tiên là bu lông lắp có khe hở với giả thiết là hợp lực ma sát trên mặt tiếp xúc đặt trên vòng tròn đi qua tâm lỗ bu lông. Hệ số ma sát F bằng 0,18. Tải trọng tĩnh có kiểm tra lực vặn bằng cách đo độ giãn của bu lông. Và trường hợp thứ hai, bu lông lắp không có khe hở với H1, H2 ở đây là khoảng cách giữa hai mặt bích đến mặt ngoài. Như vậy là H1 bằng H2 bằng 15mm với tải trọng thay đổi. Thì bài toán của chúng ta ở đây sẽ được mô hình dưới dạng hình vẽ như ở phía dưới để các em chú ý theo dõi. Thì sau đây thầy sẽ tính theo hai phương án. Phương án đầu tiên là tính theo phương án lắp có khe hở. Thì như vậy là khi lắp có khe hở thì chúng ta có là điều kiện để khớp nối truyền được moment xoắn Tx là, các em chú ý là T ma sát ở đây thì sẽ bằng F nhân FV nhân D0 trên 2 và nhân với Z. Thì T ma sát ở đây phải bằng K nhân Tx, trong đó K là hệ số an toàn chống trượt của mũi ghép, FV là lượng vật chặt, D0 thì như trên hình vẽ các em thấy. Theo bảng 1.3 với tải tĩnh thì các em lấy K bằng 1,5. Thì như vậy là lực vặn chặt bu lông cần thiết là FV ở đây sẽ bằng 2K nhân Tx chia cho ZF nhân với D0. Và chúng ta tiến hành thay số vào thì chúng ta tính được FV bằng 31.566 N. Khi đã biết lực vặn chặt bu lông rồi thì các em sẽ sử dụng điều kiện bền của bu lông. Chúng ta sẽ tính sigma tương đương sẽ bằng 1,3 FV chia bi D1 bình phương trên 4. Thì điều kiện bền ở đây sigma tương đương phải nhỏ hơn bằng sigma kéo cho phép. Mà sigma kéo cho phép sẽ được tính theo công thức sẽ bằng sigma chảy trên S ở đây. Hệ số an toàn bền. Đấy. Thì chúng ta tìm đến bảng 1.2 với lực vặn chặt được kiểm tra bằng đo độ giãn dài của bu lông ấy. Thì các em sẽ chọn S trong khoảng từ 1,3 đến 1,6. Và đây thầy lấy là S bằng 1,4. Và chúng ta lại tiếp tục tìm đến bảng 1.1 với thép C35 ấy. Thì các em lấy là sigma chảy ở đây bằng 300 MPa. Diện tích mặt cắt chân gen AB min thì sẽ được tính là bằng Pi D1 bình phương trên 4. Như vậy là Pi D1 bình phương trên 4 phải luôn lớn hơn hoặc bằng 1,3 nhân FV nhân hệ số an toàn S trên sigma chảy. Đấy. Thế như vậy là trong cái công thức sigma tương đương bằng 1,3 FV chia Pi D1 bình phương trên 4 ấy, luôn nhỏ hơn hoặc bằng sigma chảy trên S hệ số an toàn bền ấy. Thì các em sẽ đổi ngược lại, tức là các em đưa Pi D1 bình phương trên 4 ra về phải và chuyển sigma chảy chia F xuống dưới mẫu thay chỗ của Pi D1 bình phương trên 4 ấy, thì chúng ta sẽ có được là AB min đây sẽ luôn lớn hơn hoặc bằng 1,3 nhân FV nhân S chia sigma chảy. Và chúng ta tiến hành thay số vào thì chúng ta sẽ tính được là AB min ở đây phải luôn lớn hơn hoặc bằng 191,5mm bình phương. Đấy, như vậy là biết AB min rồi thì chúng ta sẽ sử dụng bảng 1.4 và chúng ta sẽ lấy bu lông mà có AB min luôn lớn hơn 191,5mm bình phương để đảm bảo điều kiện bền. Như vậy là chúng ta sẽ chọn AB min bằng 235,5mm bình phương. Tương ứng với nó là đường kính ngoài đỉnh gen là D bằng 20mm và bước gen P bằng 2,5mm.
Sau đây chúng ta sẽ tính bu lông theo phương án là lắp không có khe hở. Thì trong trường hợp lắp không có khe hở đấy, thì thân bu lông trực tiếp phải chịu lực tác dụng, và lực tác dụng lên mỗi bu lông ở đây F sẽ được tính theo công thức là F ở đây sẽ bằng 2TX trên D0 nhân với Z. Các em chú ý là trong công thức trên này, FV bằng 2KTX trên. Sau đây chúng ta sẽ đi vào trường hợp số 2 là tính theo phương án lắp không có khe hở. Thì do lắp không có khe hở nên thân bu lông trực tiếp phải chịu lực tác dụng, và lực tác dụng lên mỗi bu lông thì F sẽ bằng 2TX trên D0 nhân Z. Thì tại sao lại có F bằng 2TX trên D0 nhân Z? Thì các em chú ý là trong công thức FV bằng 2K nhân TX trên Z nhân F nhân D0 đấy, thì các em bỏ K và bỏ F đi, thì chúng ta sẽ được FV bằng 2TX trên Z nhân D0. Và như vậy chúng ta có là lực mà mỗi bu lông phải chịu là F bằng 2TX trên D0 nhân Z với Z bằng 6. Như vậy F đây sẽ bằng 2 nhân 25 nhân 10 mũ 5 trên 220 nhân 6. Như vậy F bằng 3800 Newton. Đấy, như vậy với F bằng 3800 Newton ấy, thì chúng ta sẽ kiểm tra điều kiện bền cắt của bu lông. Điều kiện bền cắt, tô cắt sẽ bằng F chia cho B DB bình phương trên 4 ấy. Thì trong đó DB đây chính là đường kính của thân bu lông đấy, thì phải luôn nhỏ hơn hoặc bằng tô cho phép. Đấy. Như vậy với số mặt cắt y bằng 1 thì chúng ta mới có công thức trên được. Đấy. Từ công thức trên thì chúng ta suy ra được là đường kính thân bu lông DB đấy phải luôn lớn hơn hoặc bằng căn của 4F chia cho pi nhân với tô cho phép. Đấy, thì sau đây chúng ta sẽ đi tính tô cho phép. Chúng ta tìm đến bảng 1.2 thì với mối ghép bu lông lắp không có khe hở chịu lực ngang với tải thay đổi ấy, thì tô cho phép đây sẽ được tính bằng 0,2 đến 0,3 lần sigma chảy. Đấy, và sigma chảy bằng 300 như chúng ta vừa tính ở trên. Thì các em thấy là tô cho phép ở đây chúng ta sẽ lấy bằng 0,25 lần sigma chảy, mà sẽ bằng 0,25 nhân 300 bằng 75 MPa. Đấy. Thì như vậy chúng ta thay vào công thức phía trên. Đấy, DB ở đây luôn lớn hơn hoặc bằng căn của 4F trên pi nhân tô đấy. Thì các em sẽ tính được DB ở đây luôn lớn hơn hoặc bằng căn của 4 nhân 3800 trên 3,14 nhân 75. Và DB ở đây luôn lớn hơn hoặc bằng 8,034 mm. Đấy, như vậy là chúng ta khi kiểm tra điều kiện bền cắt của thân bu lông ấy, thì chúng ta tính được là DB phải luôn lớn hơn hoặc bằng 8,034 mm rồi. Thì sau đây chúng ta sẽ phải tính kiểm tra điều kiện bền dập của bu lông nữa. Đấy, các em chú ý là với mối ghép không một khe hở ấy, thì chúng ta ngoài kiểm tra điều kiện bền cắt ra thì chúng ta còn phải kiểm tra điều kiện bền dập của bu lông. Thì các em thấy là công thức tính điều kiện bền dập của thân bu lông đấy, thì sigma dập ở đây sẽ bằng F trên DB nhân delta nhỏ hơn hoặc bằng sigma dập cho phép. Thì trong đó là DB ở đây là đường kính thân bu lông, delta ở đây đây chính là chiều dài phần tiếp xúc đấy. Đấy, thì các em thấy là ở đây người ta cho là H1 bằng H2 bằng 15 mm đấy. Đấy, nhưng mà thực ra ấy, khi chúng ta kể đến phần thân bu lông không tiếp xúc với lỗ do rãnh thoát dao và có phần gen đấy, thì chúng ta chỉ lấy là phần độ dài tiếp xúc của lỗ với thân bu lông ở trên mỗi mặt bích đấy là delta bằng 10 mm thôi. Đấy, do đó chúng ta tìm đến bảng 1.2 thì chúng ta thấy là sigma dập ở đây sẽ bằng 0,8 lần sigma chảy. Đấy, và các em thấy là với thép C20 theo bảng 1.1 đấy thì chúng ta có được sigma chảy sẽ bằng 240 MPa. Đấy, như vậy là từ đây chúng ta tính được sigma dập cho phép rồi. Đấy, do đó các em thấy là chúng ta sử dụng công thức trên luôn. Đấy, sigma dập luôn nhỏ hơn bằng sigma dập cho phép, thì khi đó thì chúng ta sẽ có được là DB luôn lớn hơn hoặc bằng F trên delta nhân 0,8 sigma chảy, và các em thay số vào thì chúng ta sẽ được là DB luôn lớn hơn hoặc bằng 1,98 mm. Như vậy là chúng ta đã tính được DB ở giá trị đầu tiên. Khi kiểm tra điều kiện bền cắt thì chúng ta tính được DB luôn lớn hơn hoặc bằng 8,034 mm, và khi kiểm tra điều kiện bền dập thì chúng ta tính được là DB luôn lớn hơn hoặc bằng 1,98 mm. Đấy, như vậy là từ hai giá trị trên
thì chúng ta tìm đến bảng 1.4, chúng ta sẽ lấy được bu lông có đường kính đỉnh gen là D bằng 8 mm, và suy ra đường kính thân bu lông là DB bằng 9 mm. Như vậy là rõ ràng là 9 là luôn lớn 8 rồi. Đấy, như vậy là thỏa mãn điều kiện bài toán.